chào mừng đến với Heaven Kitchen. Hai anh hãy dùng 100 ngàn để có thể làm cho một món gì đó mà có thể khiến tôi phải wow. 100 ngàn nghe rén chứ. Khó, nguyên liệu khó. Nghe rén chứ, tự nhiên nấu ăn 100 ngàn xong làm đồ ăn 100 ngàn biết làm gì. Có cái món này dễ làm, nguyên liệu mà không cần nhiều đâu, 100 ngàn tôi nghĩ là đủ. Mình cần sữa chua, trứng, bột bắp với lại đường thôi, vậy là xong. Nghe cũng dễ. Ok, vô. Mình cuối cùng cũng nghĩ được mà. Thôi cũng nghĩ được một cái món thì nó tìm được 4 nguyên liệu hả? À, mua 4. Cũng dễ, cũng đi gần Winmart đi ra mua cái gì có liền. Vậy là xong rồi hả? Hả? Vậy thôi á. Ok, thôi làm. Ok, vô. Chỉ với 100 ngàn vậy thì trong quá trình làm có phải thay đổi cái gì hay không? Thay đổi hả? Thì cũng có một xíu, không có nhiều. Thì mới đầu là trứng, cái trứng chú Phúc đập á thì có trứng không bể. Fuck. Má trời. Sao nó không bể ta? Xong cái là phải đổi trứng. Xong rồi có một cái chén, cái chén mới đầu là tính xài cái chén đó xong bỏ vào cái lò luôn. Yeah, đúng mà rồi. Cái chén nó bằng nhựa. Xong cái là nghĩ là chất chai cái nhựa bỏ cái lọ chảy làm sao nên là đổ chén sứ. Nên là nếu mà trong cái clip thì mọi người sẽ thấy là mình sẽ đang đổi từ cái chén này tô này chứ hả? Cái đổi từ cái tô này sang cái tô khác. Được giờ. Rồi đấy. Thì câu này sẽ hỏi thật lòng nha. Hai anh nghĩ là sau khi bánh ra lò thì nó sẽ như thế nào? Cứ chờ xem. Không biết được. Đúng rồi, chờ xem, cái này chỉ là có cross finger cross thôi chứ không biết. Finger cross. Xong rồi hả? À, vậy rồi á. Còn ăn thử không? Ăn thử. Tôi lấy cái dĩa. Ok, lấy muỗng nha. Ok. Ok. Thì nóng nha. Ngon. Nóng mà ngon. Nóng quá.